mẫu mới đấy ạ. Sau rất là nhiều tháng đặt hàng bên nhà máy phía Trung Quốc thì bắt đầu mới đưa ra được một cái sản phẩm rất mới để giới thiệu đến các bác mọi miền Tổ quốc ạ. Còn thì đó là cái Zup B3 310. Còn Zup B3 310 mặt trước trông rất là khỏe khoắn đấy ạ. Vâng thì cũng giống các cái dáng B3 trước đấy ạ. Vâng cũng là sơn sần màu đen rất là lì đấy ạ. Chống sức rất là tốt và được bảo vệ bởi e căng sắt đằng trước, cũng rất là khỏe khoắn lì lợm đấy ạ. Đây là cái tổng thể phía trước này các bác nhé. Đây đang quay tổng thể phía trước đấy ạ. Vâng đặc biệt đây là dòng bát 40 B3 rất là hiếm. Sau khi bên em đã trao đổi và làm việc với phía Trung Quốc rất thời gian rất lâu. Rất nhiều bác khách hàng có đặt hàng thì bên em chưa về được, thì hiện tại bây giờ bên em đã về và giới thiệu cho các bác mọi miền Tổ quốc. Bên em quay tạm thời tổng thể xung quanh cái Zup B3 310 này cho các bác nhé. Vâng khá là nặng đấy ạ. Đây phải tầm hơn 40 cân. Rất là khỏe khoắn ạ. Vâng thì đây là cái phía sau của cái Zup điện B3 340 thế hệ mới đấy ạ. Vâng hàng Trung Quốc chuẩn luôn đấy ạ. Vâng đặc biệt cái phía sau của cái mạch tản nhiệt của cái Zup B3 mã là BS815252 này rất đặc biệt. Thông thường thì cái cánh tản nhiệt lộ ra phía ngoài tất cả những dòng Zup, nhưng đặc biệt dòng này là thiết kế chìm bên trong và được hỗ trợ thêm một cái quạt tản nhiệt rất là hầm hố phía sau đấy ạ. Đây là cái khoảng không của cái quạt đang quay đấy ạ. Vâng để nó hút cái hơi nóng ra ngoài trực tiếp bằng cái quạt. Vâng hỗ trợ hai lớp, một là cánh tản nhiệt này, hai là quạt này, được làm mát rất tốt. Về những nguyên tắc hoạt động thì cũng giống những cái dòng Zup điện thông thường. Vâng đây ạ. Đây mã này, B3 này. B3, mã là BS815252340. Mặt trước. Đây thì là phía sau. Đây là bên em đang kết nối trực tiếp đằng sau vang. Đây em đang kết nối với đẩy WeWood HA1000 hai kênh ạ. Và một cái van cơ GKM5FX. Vâng, và một đô la Tannoy bát 30 đấy ạ. Cũng rất là khủng bố. Vâng, chúng ta đã quay trở lại cái Zup B3 mã là BS815 này đẹp bát 40. Vâng quý vị và các bạn xem rất là đặc biệt luôn ạ. Nó có một cái quạt hỗ trợ ở đây để các bác ngồi đây rất là mát ạ. Nó thổi hết hơi nóng ra ngoài, vì thế là cái cánh tản nhiệt phía bên trong này được bảo vệ rất tốt, làm mát rất tốt. Đặc biệt cái này là công suất 500W nha các bác nhé. 500W, công suất rất lớn. Sau đây em sẽ mở cái nội thất cái Zup B3 BS815 310 này cho các bác trải nghiệm luôn, xem luôn trực tiếp. Vâng đây các bác nhá, sau khi bên em đã tháo ra sẵn đây ạ, thì bên em đây soi cho các bác rất là kỹ. Đây cánh là quạt tản nhiệt này. Đấy, mã là B3 này, BS815. Hàng công ty đấy ạ, hàng chuẩn trung ương. Đây phía đằng sau đây, đây bằng cái mặt đồng mạ vàng rất là đẹp đấy, rất là dày. Đây phía bên trong đấy ạ, vâng thì em sẽ lật lên đấy ạ. Đây các bạn nhìn thấy không, rất là dày dặn luôn ạ. Có 4 túc ạ, 4 túc và 4 sọ, rất là to. Vâng đây nguồn xuyến các bác nhé, nguồn xuyến này, nguồn đồng luôn ạ. Rất là to đây này, sợi đồng nó rất to. Rất là to, này. Lắm cả lắm tay luôn ạ. Nguồn xuyến gồm 4 túc và 4 sò. Giống như 4 quả pháo xịt đấy ạ.
bác nhìn những cái mối hàn là sản xuất bằng máy rất là khôn. Đầy đủ tất cả những thông số đấy ạ, những con tụ con trở đấy ạ. Sò to đây, 1 này, 2, 3, 4 này, 4 sò to. Rồi thì em sẽ quay đằng sau cái mặt bát các bác nhé. Đấy, thì đây là tổng thể phía sau cái nguồn của cái súp B3, mã là BS815, 25 mã. Đằng đây thì phía trước đây được bảo vệ một cái căng sắt này, rất là chắc chắn nhé. Vâng, logo B3 đây ạ. Vâng, rất là dày. Còn đây là phía trong cái mặt hai căng này, gồm một bát 40 này. Vâng, hàng bên cạnh đây là hai lỗ thông hơi này, hai lỗ thông hơi về phía bên hông này ạ, rất là to. Và sau đây em sẽ tháo cái mặt bát cái phía sau bát này ra cho các bác và quý vị và các bạn cùng trải nghiệm nhé. Hôm đây là có hai bên cái tay này quyết để cho mình bê dễ dàng đấy ạ. Rồi còn đây là phía sau cái mặt bát 40 của cái súp B3 BS mã là BS815 mã. Rồi đây là phía trong thùng loa này, vòng tùy âm và các cái khung xương rất là chắc chắn. Hai lỗ thông hơi bên cạnh đấy ạ. Rồi thì quay trở lại cái từ đấy ạ. Vâng, đây là từ rất là to này, vòng tay em không hết đây này. Đây, vòng tay em không hết luôn ạ. Đấy, từ kép rất là to, khung xương rất là chắc chắn. Vâng, dầu đây dầu bạc ạ. Vâng, của nó là 8 ohm này, 500W. Đây là 500W nhé các bác nhé. Được bảo vệ bởi cái là thép rất là dày. Đây không phải đến phân đấy ạ. Rất là cứng cáp. Đây là tổng thể phía sau cái bát 40. Vâng, sau đây em sẽ dép lại và cùng quý vị và các bạn cùng trải nghiệm luôn cái chất trầm súp B3 bát 40 là mã là BS815 này cùng các bác luôn nhé. Xung quanh cái mặt bát này được bảo vệ bọc cái vòng thép rất là chắc chắn, rất là cứng cáp đấy, thép trắng luôn. Bây giờ em đóng vào em mới để ý rất là dày. Vâng, sau khi bên em đã giới thiệu chi tiết cái nội thất phía bên trong cái súp B3 mã là BS815 mã. Vâng, thì đây là bên em đang test trực tiếp cho các bác để trải nghiệm cái tiếng trầm tiếng súp điện của bát 40 này. Đây bên em đang đấu với lại đẩy hai kênh WeWork HA1000 ạ. Vâng, và ba cơ JK15FX ạ. Vâng, với bản nhạc hot hiện nay Bùa Yêu Remix ạ. Vâng, nhạc cực sâu luôn ạ. Luôn ạ. Đây em mới chỉ bật vừa thôi ạ, chưa hết công suất đâu ạ. 500W cơ. Công suất cực kỳ uy lực. Đặc biệt tiếng trầm của nó rất là gọn và chắc. Nghe bản nhạc cho ra được cái bản nhạc nghe rất là hay, ấm và dễ chịu. Còn đây em ghép một đôi loa Tannoy 380 đi ạ. Rất là đã.
chưa đăng ký kênh Zikao thì một số hãy đăng ký kênh nhé. Vâng, bên em luôn về những hàng mới để giới thiệu cho các bác mọi miền Tổ quốc. Vâng, bây giờ em đo cái tổng thể chiều cao, chiều sâu và chiều rộng của cái súp B330 này cho các bác nhé. Vâng, bây giờ em đo chiều cao cho các bác nhé. Các bác nhé, đây 52 phân chiều cao, đây là 52 phân, đây là chiều cao cho các bác. Vâng, chiều rộng cũng 52 phân luôn ạ, chiều rộng 52 phân. Vâng, chiều sâu của nó là 60 các bác nhá, chiều sâu của nó đúng 60 luôn ạ. Đây là ba thông số mà chiều sâu là chiều cao và chiều rộng. Vâng đấy, vâng, kích thước chi tiết của cái súp B3310 mã là BS8152 là mã. Vâng, em tắt súp đi các bác ạ. Đấy, tắt súp đi ạ. Vâng, nghe không có chậm đấy ạ. Vâng, giờ em bật lên này. Đấy, rất chậm, rất sâu. Vâng, các bác nghe chậm quen rồi, các bác biết tiếng chậm rất là chắc, gọn và dễ chịu. Rồi, các bác nào mà muốn đặt hàng cái súp B3 M40 mã là BS815 này bên em thì các bác hãy để lại số điện thoại trên kênh YouTube nhé. Hoặc các bác có thể gọi điện trực tiếp cho bên Zika để được tư vấn hợp lý nhất ạ. Vâng, cuối cùng thì em xin phép ngắt video và gặp xin chào các bác và hẹn gặp lại vào các clip sau.